Dự án cải tạo nâng cấp đường DT380 qua huyện Văn Lâm dài trên 4 km được thi công từ cuối năm 2020. Tuy nhiên đến nay vẫn còn khoảng 1,5 km chưa được bàn giao cho đơn vị thi công. Trong đó hiện có một điểm nghẽn khó khăn nhất là khoảng 700 m đoạn qua dự án của 6 doanh nghiệp trên địa bàn xã Minh Hải liên quan đến đất nông nghiệp của 24 hộ dân. Các doanh nghiệp phải thỏa thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó bàn giao lại cho nhà nước phần diện tích trong phạm vi dự án đường DT380. Tuy nhiên, giữa người dân và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung khiến công tác giải phóng mặt bằng cho đường DT380 bị ảnh hưởng và phải tìm kiếm một giải pháp khác. Ông Cương có 1.800 m2 đất nông nghiệp ở cánh đồng thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, cạnh đường DT380. Phần đất này nằm trong diện tích gần 1 hecta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho phép công ty cổ phần Auraha triển khai dự án theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua nhiều năm giữa công ty Auraha với hộ ông Cương cùng 5 hộ khác chưa tìm được tiếng nói chung trong việc thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng. Đây cũng là vướng mắc chung liên quan đến dự án của 5 công ty khác là công ty Trường Thọ, công ty Hải Phú Linh, công ty PNC, công ty Trung Hoa và công ty Bùi Gia với tổng diện tích khoảng 6 hectare. Đến nay tổng số còn 24 hộ chưa đồng thuận chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Để tháo nút thắt này, một giải pháp khác được đề xuất và cơ bản nhận được sự đồng tình của người dân cũng như doanh nghiệp. Để giảm thiểu cái khó khăn đi thì chính quyền kể cả cấp xã rồi các cấp là cũng mong muốn là giảm diện tích thu hồi của doanh nghiệp để chuyển sang thu hồi của nhà nước thực hiện cái đường DT50. Nếu mà dự án mà nằm đường ấy, thì chúng tôi riêng gia đình tôi ủng hộ 100%. Với các đoạn đã bàn giao mặt bằng, đơn vị đã triển khai đạt khoảng 45% khối lượng. Ngoài 700 mét liên quan đến 6 công ty trên, xã Minh Hải cũng đang triển khai bố trí tái định cư cho một số hộ dân và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho một số vị trí còn lại. Thôn rất là mong muốn chính quyền địa phương, rồi các cơ quan chức năng các cấp làm sao mà sớm giải phóng được cái mặt bằng, nhà thầu có mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ thi công cho nó đảm bảo cái tiến độ theo cái hợp đồng ký kết. Nếu mà có mặt bằng sạch thì nhà thầu sẽ phấn đấu hoàn thành sớm cái dự án trước cái thời hạn hợp đồng. Việc điều chỉnh giảm một phần diện tích nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 doanh nghiệp sang hình thức nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho đường DT380 được cho là giải pháp linh hoạt nhưng cũng là giải pháp tình thế